Hello, xin chào các khách hàng thân yêu đã đến với live stream của DK Pra Beauty ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một vị khách hàng đang qua DK để sử dụng dịch vụ laser nhé. Em chào chị ạ. Chị ơi, chị có thể cho mọi người biết tên cũng như là mình đang hiện sinh sống ở khu vực nào được không ạ? Tớ tên là Nụ. Dạ. Tớ ở dưới Hạ Long. Dạ vâng ạ. Như em được biết hôm nay chị Nụ qua để sử dụng dịch vụ là laser mày, môi và mí luôn đúng không chị? Dạ vâng ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe chuyên gia phân tích qua về tình trạng của chị Nụ ban đầu nhé. Tình trạng của chị Nụ thì như là mọi người đang nhìn thấy rất rõ này, môi của chị thì mới làm được hơn 1 năm thôi, nhưng mà cũng là do cái kỹ thuật đi của cái người chuyên gia nó không đều tay nên cái phần mực của chị hơi bị bết. Dạ vâng ạ. Đấy, bết phần viền, đậm viền. Thế còn mày và mí thì do làm lâu rồi và cái góc mực của chị đã trổ xanh. Dạ vâng. Dáng mày nó hơi ngang và cứng nên chị Nụ hôm nay là có ý định muốn thay đổi. Dạ vâng. Vừa rồi hình như là chuyên gia đã mới thử sử dụng dịch vụ là laser môi cho chị Nụ xong rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Thì mọi người khách hàng có thể xem qua tình trạng ban đầu của chị Nụ. Môi ban đầu của chị Nụ thì màu rất là đậm này, viền đậm và nền môi bị nhăn nhiều. Sau khi laser môi xong thì màu môi mực đã trong hơn này, cải thiện được khoảng tầm từ 40-50% mực trên bề mặt da của chị Nụ rồi, cũng như là môi cũng căng mọng hơn. Và trong quá trình hút thì sau khi laser môi của khách hàng không hề sưng đau gì cả và cũng như là không bong chóc. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi chuyên gia thực hiện laser mí cũng như là mày cho chị Nụ nhé. Em sẽ thực hiện laser mày trước. Như mọi người có thể thấy thì quá trình diễn ra laser mày rất là nhanh chóng và không gây tổn thương trên bề mặt da của khách hàng, cũng như là lông mày không bị cháy hay là rụng lông gì cả. Thường thì với những khách hàng trải nghiệm dịch vụ laser mày, quy trình sẽ diễn ra vào khoảng tầm từ 20-30 giây, rất là nhanh ạ. Chuyên gia sẽ tiếp tục thực hiện laser mí cho chị Nụ. Chị Nụ còn cầm mí dưới nhưng mà không muốn. Dạ vâng ạ. Chị thực hiện đủ combo là laser mày, môi mí và mí trên mí dưới luôn đúng không chị? Dạ. Chị Nụ ơi, vừa chị cho em hỏi một chút là vừa rồi chị hút mày xong thì mình cảm nhận như thế nào ạ chị? Không đau. Dạ vâng. Cảm ơn chị. Thường thì với dịch vụ hút mày tại DK là khoảng 7-10 ngày là khách hàng đã có thể qua để hút buổi tiếp theo rồi. Nhưng mà em thấy là chị Nụ đang hút cả mày, môi và mí nữa. Thì mình có thể đợi khoảng tầm từ 15 ngày để mình qua thực hiện dịch vụ full combo laser một thể luôn chị nhé. Bất công chị đi lại. Em bắt đầu nhé chị nhé. Mí của chị Nụ của full trước đây thì khá là to. Màu mực bắt đầu trở xanh rồi và nó bị loang trên cái bầu mắt. Khi mà chuyên gia thực hiện laser xong thì cái mức trên bề mặt của chị Nụ đã cải thiện khoảng 50-60% đối với là một mí. Về nhà thì một mí và cũng như là mày môi là nó sẽ còn đẩy lên nữa. Sau đó khách hàng sẽ tiếp tục qua đi cây để thực hiện buổi tiếp theo của liệu trình. Mọi người có thể nhìn lại sau khi chị Nụ đã hút mày môi mí. Và như chị Nụ thì chị có chia sẻ là không bị đau gì cả. Với tất cả các dịch vụ laser thì sẽ không bị bong chóc hay gây tổn thương trên bề mặt da của khách hàng. Những khách hàng nào quan tâm đến dịch vụ là laser hay là phun xăm của DK Pra Beauty thì mọi người có thể liên hệ đến số hotline 091-231-0000 hoặc có thể nhắn tin qua fanpage DK Pra Beauty nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong livestream tiếp theo.